Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cầm vanh heo nha mọi người nha. Sản phẩm vanh heo nha. Hôm nay mình sẽ đối đầu với Violet mọi người ạ. Bên mình thì có Aza, còn bên tem bạn thì có Windu. Khó chịu lắm mọi người ạ. Aza thì đang đi theo rừng, muốn trợ rừng được. Nên là mình không lên cao đâu nha mọi người nhé. Kéo bùa ra lắm mọi người ạ. Mình chỉ có một mình thôi, hai già đi không chợ sớm rồi nên là mình chỉ chơi thấp nhầm nhé. Ôi giời ơi, chèm bà bắn giác quá. Mình không có người hỗ trợ, không dám lên đâu mọi người. Ôi giời ơi, chèm bà bắn giác thật sự mà. Rồi, chim thông đầu cho tốt bên mình không? Cướp chim mà, ôi giời ơi. Rồi, mất tốt biến luôn mọi người ạ. Đến đây mình đã dừng mấy này support này nào hỗ trợ. Ui ôi, bắn đau thế nhỉ. Bắn đau thế nhỉ. Nó, support đây nào, support đây. Ui giời ơi. Nhiều nhiều. Này. Ăn rồng nè các bạn ơi. Tự nhiên đi hát xong rồi ở đó kem bạn ra này mình còn không bị bắt. Rồi lùi vào sâu quá các bạn ơi. Ôi bé đi bé lên đi bé lên đi. Ăn xong đầu lên nhá con chim mọi người nhá. Ăn bí vô lét nè. Ôi giời ơi, đập bàn đầu phết người ạ. Ôi giời, mất cả chim luôn mọi người ạ. Ôi giời ơi, may mình lé được quả đấy. Ôi, nè, kìa, chán ạ. Chán nha, ôi giời ơi, không phải tầm rồi. Không phải tầm rồi. Phan thôi, phan mẹ vẫn quá nhỏ rồi thôi, trời ơi. Hai người luôn, trời ơi. Chuyện này tốt cho mình chứ hay mọi người. Tôi ăn mặc nãy giờ luôn. Rồi lần này không mất chim nữa rồi nhá. Đừng hòng mà cướp nhá. Đừng hòng mà cướp nhá. Thì lại lé con đi đủ dài là bắn cái nữa. Thôi nắm rồi. Ui giời ơi. Mày chơi mày luôn này. Chạy đi. Rồi được một mạng của Windu rồi mọi người ạ. Ăn trụ luôn. Ở đây ăn con là quá nhỏ này. Cầm mà đêm người chịu có farm nhé. Farm liên tục, farm bất chấp nhé. Tầm này đắp gì này farm đấy mọi người nhé. Ở đây là phải farm nhiều đồ mới chơi được, cứ đổ ra chơi đối. Mày quá tốt biến kia mọi người. Mày quá tốt biến kịp. Rồi tìm mặt bắt đầu ép này. Tìm mặt bắt đầu ép. Ủa phải dẫn tìm mặt đến đây nữa à. Chết rồi chạy này. Dừng tìm mặt đến đây nữa rồi. Mình nhờ cái bóng rừng ở chỗ rồng. Ăn rồng à. Ta check nhẹ kèo. Nè. Chạy đi kinh đù. Chạy đi đâu. À đây rồi. Đây rồi nào. Zephy này. Chạy nhanh gần kịp. Ui dồi ôi.
Đi thuốc vận tổng ẩm đi ghê. Là thông của bắt cho giờ. Làm anh em lên đấy là quá tải là bắt nhé. Farm nha mọi người nha, farm bất chấp nha. Gặp gì farm đấy nha, tầm này nè, farm hết nhé. Giờ không farm thì mình phải farm nhé. Ôi, mít đánh nhau, tầm quá nhỉ. Chúng đây nhé, chúng đây đang chủ lẻ mọi người nhé. Tìm mặt không về, ra đều. Đây rồi, nào, nào, chạy đi, chạy đi. Ui xà ơi, chạy nhanh thế. Tôi biết không người ạ, ôi, tìm bạn ra nhé. Núi lên đây. Tìm bạn ra nhé. Ui giời, bắn lên. Tiếp tục vào ăn xuống tiếp mọi người nè. Xem quả em. Vậy mình lại bắn trụ thế nhé. À, GP kìa. Ui ui, đông thế. Chạy về mọi người. Đông quá, còn làm gì được. Chỉ cần ulti của GP cái này mình nên đám rồi. Nè, tiếp tục vào nhé. Anh làm được cái trụ này mọi người ạ. Anh nó chim này ạ. Ồ, à đây tên bạn. Đứng đồ ăn. Ôi, mình lại về phải farm nhé. Về giúp mình farm nhá. Làm hết nhé. Bỏ một cái gì nữa. Người nhà tụi này bắn như mấy khâu rồi. Bắn như mấy khâu rồi. Rồi, hãy tiếp tục ăn chùa nhé. Mình phải ăn được cái chục này mọi người. Các bạn bên kia hết rồi. Không qua đâu. Mình ăn bên chỗ dưới nhé. Em bảo mà không về là mình ăn bên chỗ dưới nhé. Rồi, ăn luôn chỗ này nha mọi người nhá. Chắc là không, chắc mặt không về đâu. Út mải đánh nhau kia. Tiền bạn đang về đấy. Ăn nó về chuồn nhanh. Chuồn nhanh mọi người ơi. Mất mít kẻ vai ăn con bồ vờ lu lè. Chim này mọi người à. Lột nha. Đập gì ăn đấy nhá mọi người nhá. Rồi farm vừa ra anh người đập gì ăn đấy nhá. Đi vòng sao mà bắt ra đây rồi. Ồ, cái Lindu ạ. Lindu này. Ủa rồi, đặt dịp phi à. Nào. Ồ, cũng chết kìa. Là một bắn nữa thôi mà. Cửa đấy là dịp phi hồi giáp mà rồi. Ồ, chết mình vào đấy rồi. Ăn nốt cái trục này. Ăn nốt cái dàn trục này là tôi luôn te cái màn về. Yên tâm nè. Bắn ra. Em bắn ra. Bắn support đi theo mình nhìn mình xong thì chỉ đẹp đẹp tí mọi người nhé. Zippy à, định nhảy mình. Ôi dồi ôi, nhảy thật mọi người. À thì cái mặt bắn thấm ghê mọi người ạ. Mình chết là rõ đây bắn. Zippy không đủ đam nữa. À thì cái mặt bắn giác quá. Build ra tầm này để bắn giáp rồi mọi người, quá đồ rồi mà. Trời ơi, Hindu sick kìa. Hindu sick kìa hả? Ủa ơi, ở đây tiền bạc, tiền. Nhiều nhất tin mà là bắn đầu thế. Ở đây tiền bạc đứng đây là bên này nè. Ra check ai pin công à, xem tiền bạc ai pin công không? Ồ, không ăn à? Chết kéo rồi. Mở gian ra ra đây. Ủa vào đây kìa. Ui sợ, chết rồi. Nôn. Cái đồ ra đây bị view lép mọi người. Nhưng mà tem bản này dài 3 người thế. Không kịp chạy. Giết phi cơ động quá mọi người. Mất tinh công luôn. Chứ phi nó cơ động quá mình không kịp chạy. Đại trận này mình cũng không có support đi theo mọi người ạ. Nên là đánh cũng hơi khó. Có support đi theo. Rồi, ông là lái tàu này. Ông xanh nhất tem mọi người ạ. Trận này sẽ là tốt được mà đi rồi. Không biết lái phát nào là có mạng phát đấy. Ui dồi ôi.
Viu rét là bạn thấm quá mọi người ạ. Bắn mình một phát hết lửa cái máu luôn. Sợ thật. Nào này rồi, thế rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu con sâu này. Chạy đi đâu con sâu này, ồ phong lục bà. Chạy đâu con sâu này, rồi mình nhé. Ui dồi ôi, trên kia hai này quá hiểm. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau à. À, à, thằng tốt này, nghĩ lại giết anh à. Nào lên đây, trời ơi, mất hết trụ rồi. Anh em đánh nhau, mình về mình bắn trụ đây. Trụ đường rộng con quái kia nó. Mình cứ phải lui sâu nhất, mà vì không có bảo kê mà. Không có support. Mình không lên sang lên cao, ở à, đây rồi. Đây rồi, lên cao. Con này, nãy giết anh à, ui dồi ôi, mình đau thế. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, ra thiết kế mới được. Bọn đấy định tốc biến lên để bắt ra đây xong rồi cho cho mít băng lên, nhưng mà tốc biến lên cái nhìn thấy 4-5 người tem bạn ở đấy, giật mình không dám bắn luôn. Chắc tem bạc quả đấy cũng giật mình mà thằng nào đang ngáo tốc biến lên. Quả đấy mình mới nhìn mỗi à đây ở trên thôi, mình tưởng không mình nhà đây cơ. Vội quá mọi người ạ. Tốc biến lên cái giật hết cả mình. Rồi, ok mọi người nha, thôi trận này không không máu chó nữa nha. Không dám máu chó nữa nha mọi người nha. Giữ vị trí thôi, giữ vị trí thôi nào. Tịch ăn mình nữa à, tịch kèn anh nữa à. Cố gắng giữ vị trí nha, không ham mà mọi người ạ. À thì mà cứ máu chó tí cái nào. Hẹo ngay mọi người ạ. Cứ phải để cho tem lên trước đã. Mấy con trâu quả lên trước đã. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Thôi mình cứ đứng ở sau mình bắn thôi. Mình xả thôi. Ok mà. Rồi em bật giáp tinh thần rồi. À đây tên bạn vừa vào đây có giáp đây em bố không. Ra. Ra thì mình ăn luôn. Ui rồi. Sợ phát. Yêu đẹp bắn phát cửa cây luôn. Hồi thì máu lắm mọi người nhé. Nào đánh nhau đây, đánh nhau đây, vào đánh nhau đi. Thấy không, đây, ui dồi, này quá tốc biến thịt mọi người. Tí nữa lại bốn anh thịt luộc. Tí nữa này bị bốn anh thịt luộc mình. Rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Lúc đây đã mọi người nhá. Rồi, mà ta đi tìm bạn nào mình cũng sợ rồi. Nhiều lẽ bị bắt là mình không sợ rồi, rồi bạn trụ mọi người nhá. Đợi bạn giết phi băng già đã. Đợi đảo đi sao này. À, băng ra, băng ra. Đứng đây nhẹ, đứng đây thôi, đây rồi. Chỗ đẹp đây rồi, thấy không? Ông tì luôn. À, xích này, mà gần ra rồi, đốt bố kêu luôn. Rồi, chip bố kêu luôn mọi người nhá. Trời mình xí đẹp lắm lợi quá mọi người. À, ui dồi ôi, một bắn nữa là hèo kìa. Thôi, win rồi mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Video của mình ở đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Xin chào.